giọng hát của mình thay đổi hoàn toàn sau khóa học. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó khác bên rồi. Nghe câu ví rằng người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mãi lỡ hẹn chuyến đò sang Nam. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mãi lỡ hẹn với người anh thương. Trước đây thì mình bao giờ cũng thấy gặp khó khăn về những các nốt lên cao. Thế rồi giọng của mình rất là mỏng và yếu, cuối câu bao giờ cũng hụt hơi là chuyện bình thường. Giữa câu hát bao giờ mình thế, mình cứ chỉ được vài từ xong rồi mình lại phải lấy hơi. Thế mình thì nói thật là rất thích hát giọng nhạc dân gian, nhưng mà mình không hề biết một cách hát giọng xả thanh. Nhưng rất may cho mình là mình đã tìm được đến cái khóa học 10 ngày bút bay giọng hát của Trung tâm Nghệ thuật Trống Đồng. Nơi đây mình đã được các giảng viên giảng dạy cho mình về kỹ thuật thanh nhạc như là lấy hơi, nén hơi, rồi đẩy hơi, cột hơi của mình rõ ràng là mình thấy là chắc khỏe và ổn định hơn. Rồi là kỹ thuật mở khẩu hình trong để tạo âm thanh cộng minh cho cái giọng hát của mình nó vang sáng, rền hơn. Rồi kỹ thuật mở khẩu hình ngoài để cho âm thanh của mình phát ra tròn vành, rõ tiếng. Và cái miệng của mình rất là xinh tươi khi mà mình biết là mở khẩu hình ngoài và rất là chuyên nghiệp khi hát. Nhưng mà thật sự là cái điều tuyệt vời nhất là mình đã được học kỹ thuật hát giọng xả thanh để mình thực hiện các ca khúc dân ca mà bấy lâu nay người ta mình yêu thích. Bây giờ mỗi khi mà đến các tụ điểm âm nhạc hoặc là biểu diễn giao lưu các câu lạc bộ, ai cũng phải thừa nhận là giọng hát của mình bây giờ rất là chuyên nghiệp nhé, vang sáng này, rồi là các cái nốt lên cao của mình, tức là nó rất là khỏe, mà hơi thở của mình nó không hồn hển như trước nữa, và mình hát được giọng giả thanh ai cũng phải khen, là dù bây giờ như ca sĩ chuyên nghiệp ấy, mình thích lắm ấy, vì mình được dự khóa học mà kết quả rất là tốt đẹp. Nghe câu ví dòng lưỡi ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ, mãi lỡ hẹn chuyến đò sang Nam. Sông Lam bên lỡ